Với tôi, chăm sóc con là một niềm vui. Lúc ngắm con chơi, lúc dạy con điều hay lẽ phải, hay lúc tập cho con nét chữ đầu đời, tôi chỉ lo là làm sao cho mỗi bữa con tôi có đủ dưỡng chất để phát triển tốt nhất. Sữa bột Nuti, một công trình tâm huyết của Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh, là nguồn dinh dưỡng lý tưởng bổ sung cho bữa ăn hàng ngày, giúp bạn yên tâm là con bạn có đủ dưỡng chất để phát triển tốt nhất. Với Nuti, làm mẹ các con anh ấy là cả một niềm hạnh phúc. Nuti Food.